Kênh Đọc Chí Online xin kính chào quý vị và các bạn. Chủ đề của video hôm nay là cách nhận biết sớm táo bón ở trẻ sơ sinh. Táo bón là một trong những biểu hiện thường xuyên ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, gây nên những khó chịu cho trẻ trong việc ăn uống, ngủ nghỉ cũng như vui chơi. Vì vậy, các bậc phụ huynh cần nhận biết sớm tình trạng táo bón ở trẻ để có phương pháp xử lý kịp thời và giúp con của mình khỏe mạnh hơn ạ. Cái nội dung quan trọng của cái video này mình chia sẻ gồm 4 nội dung. Thứ nhất là phân của trẻ sơ sinh như thế nào. Thứ hai là nguyên nhân gây ra táo bón ở trẻ sơ sinh. Thứ ba là cách nhận biết sớm táo bón ở trẻ sơ sinh. Và thứ tư là cách khắc phục tình trạng táo bón ở trẻ sơ sinh. Nếu như các mẹ muốn giúp cho con mình không bị táo bón và giúp con khỏe mạnh thì nhớ xem hết video này nhé. Thứ nhất là chúng ta sẽ tìm hiểu về phân của bé sơ sinh trông như thế nào. Đối với bé phân vừa mới sinh từ 0 ngày 0 đến 3 ngày tuổi á thì có màu tối này, dính và dạng sền sệt như kiểu mà dạng hắc ín á, được gọi là phân su. Phân của trẻ sơ sinh sau 3 ngày tuổi khi bé đã bú mẹ á, phân của bé sẽ hơi mềm và có màu sáng hơn, chuyển từ màu xanh nâu sang màu vàng, có dạng hơi lỏng, thỉnh thoảng phân có thể lợn cợn, giống như trẻ sơ sinh đi ngoài có hạt và hoặc vón cục. Và phân của trẻ sơ sinh khi bú sữa công thức. Đối với bú sữa công thức thì là phân của trẻ có màu vàng nhạt hoặc màu nâu, đi hơi nặng mùi, giống phân người lớn. Và ghi lượng phân mà của trẻ sơ sinh uống sữa công thức đó, nó sẽ nhiều hơn những trẻ mà bú sữa mẹ hoàn toàn. Thứ hai nữa là nguyên nhân bệnh táo bón ở trẻ sơ sinh. Trước khi đi vào cái nguyên nhân bệnh táo bón của trẻ sơ sinh, chúng ta sẽ tìm hiểu táo bón ở trẻ sơ sinh là gì. Là tình trạng đại tiện khó khăn, mất nhiều thời gian để tống xuất phân ra ngoài, và khoảng cách giữa các lần đi đại tiện là dài hơn bình thường. Nguyên nhân thứ nhất nhé, ăn thức ăn quá đặc. Trẻ sơ sinh thường bị táo bón nếu lần đầu tiên ăn thức ăn đặc hoặc ăn thức ăn đặc một cách đột ngột. Và trong giai đoạn tập ăn dặm thì các món ăn của trẻ thường thiếu chất xơ này. Việc trẻ được cho ăn dặm quá sớm cũng khiến cho con bị táo bón. Và nguyên nhân thứ hai là trẻ uống sữa công thức. Trẻ bú sữa mẹ ít có nguy cơ bị táo bón vì trong sữa mẹ có chứa thành phần cân bằng dinh dưỡng, chất xơ và nước. Còn trẻ sơ sinh mà dùng sữa công thức thì không phù hợp, hoặc đối với lượng nhiều khi bị táo bón thường có phân xanh và cứng. Các bạn hãy tìm hiểu và chọn kỹ cho loại sữa công thức phù hợp với con mình nhất nhé. Và một cái sai lầm của các mẹ cũng gây ra cho trẻ sơ sinh bị táo bón là khi tỷ lệ pha, các mẹ hay thường các một số mẹ hay pha đặc, nghĩa là tỷ lệ của các nhà sản xuất đưa ra là số muỗng, nhưng các mẹ lại thêm 1 đến 2 muỗng để cứ nghĩ là giúp cho con là tăng cân và nhiều chất dinh dưỡng hơn, nhưng đó là sai lầm và gây tình trạng táo bón cho con. Nguyên nhân thứ ba đó là thiếu nước. Nếu bé bị thiếu nước hoặc mất nước, cơ thể hấp thu chất lỏng ngay ở cả đường ruột của bé, do đó phân của bé trở nên khô và rắn hơn, khiến cho bé gặp khó khăn trong việc đi đại tiện. Đối với trẻ sơ sinh còn quá nhỏ, bạn luôn luôn đảm bảo trẻ sẽ được bú hàng ngày và bú mỗi ngày. Với trẻ lớn hơn 6 tháng tuổi, ngoài uống sữa, hãy cho trẻ uống thêm nước này thường xuyên này, và có như vậy sẽ giúp cho cái cơ thể đủ nước và sẽ góp phần hạn chế cái tình trạng táo bón ở trẻ. Thứ tư là thiếu chất xơ. Các bé thường ăn ít rau và trái cây nên phân thường khô và cứng, gây ra cái khó khăn cho việc đi đại tiện.
Chất xơ là một loại thực phẩm giúp cho con số mềm hơn và dễ dàng đi đại tiện. Do đó mẹ hãy tập cho bé thói quen ăn nhiều rau và trái cây mỗi ngày, ngay từ khi mới tập ăn dặm để có chế độ dinh dưỡng cân bằng cho bé. Thứ năm là bé bị bệnh hay do các vấn đề về sức khỏe. Do tổn thương thực thể ở đường tiêu hóa làm giảm cái hoạt động của cơ ruột. Tiếp theo là do các cái dị tật bẩm sinh như phình to đại tràng, bệnh suy giáp tạng. Và một số bé mắc và các cái bệnh liên quan đến hệ thần kinh khiến cho trẻ thường gặp các cái vấn đề về vận động, có những cử động ở đường ruột bất thường hoặc thiếu sự phối hợp trong vận động của đường ruột. Thứ ba nữa là cách nhận biết sớm cái táo bón ở trẻ sơ sinh để chúng ta có biện pháp can thiệp kịp thời. Tần suất đại tiện ít hơn bình thường. Phân bón cục và cứng. Trẻ quấy khóc, lười ăn hoặc bỏ ăn. Trẻ đầy bụng khó tiêu. Và thứ tư là cách khắc phục táo bón ở trẻ sơ sinh. Khi bị thiếu nước hoặc mất nước, cơ thể sẽ hấp thu chất lỏng từ ở bất cứ đâu, nên kết cấu của phân của bé sẽ trở nên khô và rắn hơn, khiến cho bé gặp khó khăn trong đi tiêu. Do vậy hãy cho trẻ sơ sinh bú đủ để phòng tránh thiếu nước. Trẻ bú mẹ bị táo bón thì mẹ hãy điều chỉnh chế độ ăn để cải thiện lượng chất lượng sữa của mẹ, tăng cường các cái chất xơ từ rau củ quả, uống nhiều nước, tránh ăn các đồ cay nóng và chất có cồn. Đối với trẻ táo bón sau bú sữa công thức, mẹ có thể chuyển sang một loại sữa công thức khác phù hợp hơn với con, hoặc là trao đổi với bác sĩ về điều này để tìm ra một cái loại sữa phù hợp nhất cho bé. Tiếp theo là massage vùng bụng cho bé. Mẹ dùng ba ngón tay giữa cụm lại, đặt lên vùng bụng xung quanh rốn rồi xoa nhẹ với lực ấn vừa đủ. Việc làm này sẽ khiến thức ăn khó tiêu, còn trong bụng sẽ mềm ra và chuyển động xuống hậu môn. Mẹ hãy thực hiện những cái động tác này mỗi lần 3 phút để kích thích cho trẻ đi ra ngoài. Ngâm hậu môn bằng nước ấm. Nước ấm có tác dụng kích thích cơ vòng hậu môn giúp cho trẻ sơ sinh đi ngoài dễ dàng hơn. Mẹ hãy ngâm hậu môn vào nước ấm khoảng 1 đến 2 lần trên ngày, mỗi lần khoảng 5 phút cho trẻ. Và trong trường hợp triệu chứng táo bón ở trẻ sơ sinh kéo dài hơn 2 tuần hoặc táo bón kéo dài kèm theo sốt, nôn ói, tiêu phân có máu, bụng bự lên, sụt cân, nứt hậu môn thì chúng ta nên đưa bé đến khám bác sĩ nhé, để chúng ta có cái biện pháp kịp thời để giúp cho bé giảm cái tình trạng táo bón tốt hơn. Ở trên đây thì mình chia sẻ một ít cái kinh nghiệm về cái táo bón ở trẻ sơ sinh và cái cách khắc phục. Nếu như các bạn thấy bài cái video của mình ý nghĩa thì hãy like và chia sẻ giúp mình nhé. Nhớ đăng ký kênh để xem các video tiếp theo của mình nhé.